Sau đường Trump và Timber, Manchester United tiếp tục bị Christian Eriksen lắc đầu từ chối. Nếu cứ liên tục bị phũ như thế này, không biết huấn luyện viên Erik Ten Hag có thể mua được ai để mà cải tổ đội hình đây. Paris Saint-Germain thì đang vướng vào vô số rắc rối, hết bị La Liga dọa kiện, giờ lại còn bị UEFA phạt tiền sau những hành vi không đẹp ở trận thua Real Madrid. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức chuyển nhượng là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Vào ngày hôm qua, câu lạc bộ Arsenal đã chính thức công bố gia hạn hợp đồng với tiền đạo trẻ Eddie Nketiah. Chân sút người Anh đã ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Anh sẽ kế thừa số áo 14 huyền thoại từng được mặc bởi những ngôi sao như Thierry Henry hay Pierre-Emerick Aubameyang. Sau sự ra đi của Alexandre Lacazette, Arsenal đã quyết tâm giữ chân Nketiah để không mất đi cùng lúc hai sự lựa chọn trên hàng công của mình. Bên cạnh việc xúc tiến chiêu mộ Calvin Phillips, Manchester City cũng đang lên kế hoạch trói chân một trụ cột ở tuyến giữa là tiền vệ Rodri. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết The Citizen sẽ thảo luận về một bản hợp đồng mới dành cho ngôi sao người Tây Ban Nha vào thời điểm cuối năm này. Kế hoạch này đã được phê duyệt bởi huấn luyện viên Pep Guardiola. Việc gia hạn hợp đồng với Rodri sẽ được xem là ưu tiên của Man City sau khi họ hoàn tất việc đem về những tân binh trong mùa hè này. Thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Sadio Mane đã ngã ngũ khi số 10 của Liverpool được xác nhận sẽ chuyển sang khoác áo Bayern Munich từ mùa giải tới. Thời gian mà bản hợp đồng này chốt xong cũng đã được tiết lộ. Theo tiết lộ của Fabrizio Romano, Mane sẽ bay tới Đức để kiểm tra y tế vào thứ ba tuần sau, trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với hùng xám xứ Bavaria. Giám đốc của Bayern là ông Hasan Salihamidžić cũng xác nhận điều này khi cho biết, đúng vậy, Sadio đang tới đây. Những động thái trên thị trường chuyển nhượng của Arsenal lại có thêm diễn biến mới. Theo tờ The Athletic, pháo thủ đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ Lisandro Martinez của Ajax Amsterdam. Đây được xem là ưu tiên số 1 ở hàng thủ của đội bóng thành London trong hè này. Arsenal thậm chí đã gửi một lời đề nghị trị giá 30 triệu euro tới Ajax và đã bị từ chối. Tuy nhiên họ khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Hậu vệ người Argentina được cho là cũng rất hứng thú gia nhập đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta. Ngay sau khi chia tay trợ lý đắc lực Juan Malillo, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tìm được cánh tay phải mới cho mùa giải năm sau, đó là huấn luyện viên Enzo Maresca. Đây không phải là cái tên xa lạ gì đối với The Citizen, bởi ông từng dẫn dắt U23 Manchester City trước đây. Mùa giải trước, Maresca là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Parma, nhưng khi nghe được lời mời của Pep Guardiola, ông đã ngay lập tức đồng ý trở về sân Etihad để gia nhập đội ngũ huấn luyện của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Tiền đạo Luka Jovic từ lâu đã trở thành người thừa tại Real Madrid bởi anh không được ra sân quá nhiều và chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Real sắp thanh lý thành công tiền đạo này. Fiorentina là đội bóng tỏ ra hứng thú với Jovic và đã đề nghị mượn chân sút 24 tuổi ở mùa giải tới. Tuy nhiên, đội bóng nước Ý lại đề nghị đối tác trả một phần lương cho Jovic và Los Blancos chưa đồng ý với đề xuất này. Bản thân tiền đạo người Serbia sẵn sàng gia nhập Fiorentina nhưng anh sẽ phải chờ hai đội bóng thống nhất về phương thức chuyển nhượng. Tham vọng của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng đang gặp phải những rào cản khi họ liên tục bị các mục tiêu của mình lắc đầu từ chối. Sau Julian Timber, đến lượt tiền vệ Christian Eriksen cũng đã nói không với Man United. Tờ The Athletic cho hay, tiền vệ người Đan Mạch đã nhận được lời mời từ Quỷ Đỏ thành Manchester, nhưng anh không hứng thú với lời đề nghị này. Thay vào đó, ngôi sao 30 tuổi muốn tiếp tục ở lại thành phố London. Do đó, cơ hội hiện đang thuộc về hai đội bóng Tottenham Hotspur và Brentford. Tưởng chừng như đã chắc chắn rời Barcelona, thế nhưng tiền vệ Ousmane Dembele lại bất ngờ hé lộ việc có thể ở lại sân Camp Nou. Trong một đoạn video được đăng tải trên Reddit, một cổ động viên đã hỏi Dembele về khả năng ở lại Barca và tiền đạo người Pháp đã đáp lại rằng: "Được chứ, tôi đang cảm thấy hạnh phúc tại Barca." Đây được xem như tín hiệu cho thấy việc Dembele rời Barcelona vẫn chưa ngã ngũ. Arsenal đang tỏ ra rất quyết tâm trong việc chiêu mộ tiền đạo Gabriel Jesus của Manchester City. Pháo thủ được cho là đã thuyết phục thành công chân sút người Brazil chuyển đến sân Emirates. Theo thông tin từ tờ Gol Brazil, Jesus đang gây áp lực với Man City và cả huấn luyện viên Pep Guardiola để được ra đi, dù hai bên chỉ còn thời hạn hợp đồng 1 năm. Thế nhưng The Citizen cũng tỏ ra khá cứng rắn khi cho biết sẽ chỉ nhả người khi nhận được 50 triệu bảng. Serie A giờ đây đã không còn là một giải đấu hấp dẫn đủ sức cạnh tranh với những giải đấu hàng đầu khác. Đó là một thực tế mà nhiều người yêu mến bóng đá Ý phải chấp nhận. Đồng tình với nhận định này, chủ tịch của AC Milan là ông Scaroni cho biết Serie A giờ giống như Serie B khi so sánh với các giải đấu khác. Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp không được ưa chuộng vì chúng tôi không có những cái tên như Messi hay Mbappe, đơn giản là bởi chúng tôi không có đủ khả năng sở hữu những cầu thủ như vậy.
là một phần trong màn trình diễn chưa thuyết phục của Liverpool trong trận chung kết Champions League vừa qua. Đương nhiên, tiền đạo Mohamed Salah đã nhận không ít sự chỉ trích khi không thể giúp lữ đoàn đỏ lên ngôi tại Champions League. Dù vậy, những người chê trách ngôi sao người Ai Cập có thể sẽ phải cảm thấy hối hận. Bởi mới đây, bác sĩ của đội tuyển Ai Cập là ông Mohamed Abu Enela đã có một chia sẻ bất ngờ. Cụ thể, ông Ela cho biết, Salah đã gặp phải một chấn thương về cơ trong trận chung kết FA Cup, nhưng cậu ấy đã phải nén đau để thi đấu với Wolverhampton và Real Madrid trong 14 ngày sau đó. Liverpool nói rằng cậu ấy bị đau và cần chụp X-quang. Rõ ràng là cậu ấy không có được thể trạng tốt nhất, nhưng họ đã tự hỏi liệu cậu ấy có thể chấp nhận rủi ro và chơi trận chung kết hay không. Cuối cùng họ nghĩ rằng nếu chỉ chơi thêm một trận thì không sao, và đó là những gì đã diễn ra. Arsenal đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng và một trong những mục tiêu của đội bóng này là bổ sung cho hàng tấn công. Biết được điều đó, một cầu thủ cũ của pháo thủ là cựu tiền vệ Jack Wilshere đã tư vấn cho đội bóng cũ chiêu mộ tiền đạo Rafinha của Leeds United. Cụ thể, trong buổi phỏng vấn với TalkSport, Wilshere cho biết: với một người mới chỉ ở Anh trong vòng 2 năm, Rafinha là người có rất nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy đến đây và hòa nhập rất nhanh. Cậu ấy đã phải chiến đấu để trụ hạng vào năm ngoái, nên cậu ấy biết rõ sự khó khăn của giải đấu này. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sự lựa chọn rất chất lượng cho Arsenal. Chắc chắn mức giá sẽ không hề rẻ, nhưng cậu ấy xứng đáng với số tiền đó. Tôi hy vọng Arsenal sẽ chiêu mộ Rafinha. Những động thái của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian gần đây đang khiến cho chủ tịch của La Liga là ông Javier Tebas cảm thấy vô cùng nóng mắt. Đã không dưới một lần, ông này tuyên bố muốn kiện đội bóng nhà giàu nước Pháp ra tòa. Mới đây thì câu chuyện này lại một lần nữa nóng lên. Theo tờ Marca, La Liga đang tìm kiếm luật sư để kiện Paris Saint-Germain ra tòa án Pháp với cáo buộc là đội bóng này gây ảnh hưởng xấu đến thị trường chuyển nhượng. La Liga thậm chí sẽ yêu cầu Bộ Thể thao của Pháp hủy bỏ hết tất cả những hợp đồng mà Paris Saint-Germain đã ký kết kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021, trong đó có bản hợp đồng chiêu mộ Lionel Messi và gia hạn hợp đồng với Kylian Mbappe. Dù điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng người phát ngôn của La Liga cho biết họ đang thu thập những bằng chứng bất lợi cho Paris Saint-Germain và tuyên bố sẽ làm rõ trắng đen trong sự việc này. Không chỉ vướng vào vấn đề kiện tụng với La Liga mà Paris Saint-Germain còn gặp rắc rối với UEFA liên quan đến những hành vi quá khích của đội bóng này sau thất bại trước Real Madrid tại Champions League. Cụ thể, vào ngày hôm qua, UEFA đã đưa ra án phạt 8.000 euro dành cho đội bóng thủ đô Paris. Bên cạnh đó, cựu giám đốc thể thao Leonardo sẽ bị cấm tham gia vào trận đấu tại Champions League khi ông này bị cáo buộc đã có hành vi không đúng mực đối với cầu thủ và ban huấn luyện của Real Madrid. Sau thất bại tại vòng 16 đội trước Real, người ta đã bắt gặp cảnh Leonardo và cả chủ tịch Ancelotti của Paris Saint-Germain xông vào làm loạn trong phòng thay đồ của Los Blancos. Ông Ancelotti cũng dính phải những cáo buộc và đang bị UEFA điều tra. Không loại trừ khả năng Paris Saint-Germain sẽ còn phải đón nhận thêm những án phạt tiếp theo trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày nghỉ hạnh phúc bên gia đình và người thân.